những nhà khoa học kiệt xuất từ nhiều nơi trên thế giới đã có mặt và được vinh danh tại thủ đô Hà Nội. Từ những ý tưởng chỉ mới từng thấy trong phim, đến sáng kiến đang bảo vệ chính chúng ta mỗi ngày. Tham dự buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao lễ trao giải và đã có phát biểu chỉ đạo. Đây thực sự là tín hiệu tích cực của một giải thưởng lớn và uy tín. Cuộc hội tụ ngày hôm nay là hội tụ của trí tuệ, của khát vọng, của cống hiến, của tình hữu nghị, của tinh thần đoàn kết, hợp tác, kết nối, của những giá trị nhân văn tốt đẹp cho nhân loại trên trái đất chúng ta. Tôi mong chờ những bước phát triển mới trong việc ứng dụng các nghiên cứu của quý vị tại Việt Nam. Nước có thể được tạo ra từ không khí với ý tưởng về nhóm vật liệu mới, khung cơ kim MOF. Nhưng vấn đề thiếu nước do hạn hán, thay đổi khí hậu có thể được giải quyết với ý tưởng này từ chủ nhân của giải thưởng, nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, giáo sư Omayagi. Giải thưởng dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển đã gọi tên hai vợ chồng từ Nam Phi với phát minh gel chứa dược chất giúp phụ nữ kháng virus HIV/AIDS. HIV là cái thách thức hàng ngày trong cuộc sống của chúng tôi. Và đối với chúng tôi thì nghiên cứu này nhằm tạo ra sự khác biệt. Đây là một cái tia sáng cho hy vọng của tất cả các nhà khoa học từ các nước đang phát triển. Điều đặc biệt trong VinFuture Prize phải kể đến giải thưởng vinh danh nhà khoa học nữ. Với sáng kiến làn da điện tử tự lành, siêu co giãn và có cảm giác như da thật, eSkin mở ra cơ hội cho hàng triệu người được phục hồi chức năng hiệu quả. Giáo sư Jenan Bao nhận giải thưởng này. Rất nhiều người chúng ta đã được thụ hưởng thành quả của nghiên cứu này. Giải thưởng chính của VinFuture trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã trao cho nghiên cứu của ba nhà khoa học tài năng với công trình vaccine mRNA, công nghệ đột phá để cứu sống con người, trong đó có vaccine ngừa COVID-19. Các bạn biết đấy, giải thưởng này thì cũng là một cái điểm sáng về mặt khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Tôi rất là vui mừng được có mặt tại Việt Nam vì tôi cũng đã được nghe rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về văn hóa của Việt Nam từ những người bạn Việt Nam, những sinh viên Việt Nam đã cùng học với tôi từ những năm 1970 ở Hungary. Lễ trao giải còn đem đến những phần trình diễn đến từ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tài năng, một sự kiện thăng hoa về cảm xúc, mang đậm giá trị nhân văn, hứa hẹn định vị Việt Nam là một điểm đến mới trên bản đồ khoa học thế giới.